Việt Nam đứng thứ 2 trên 89 quốc gia, vùng lãnh thổ tại Olympic Hóa học Quốc tế 2024. Với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng 2 với Hoa Kỳ tại Olympic Hóa học Quốc tế 2024. Sáng ngày 30 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Hóa học Quốc tế ICHO năm 2024 được tổ chức tại Vương quốc Ả Rập Xê Út. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi, kết quả cả 4 em đều đoạt huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Các học sinh đoạt huy chương vàng gồm Nguyễn Hữu Tiến Hưng, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Giáp Vũ Sơn Hà, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Trần Đăng Khôi, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, thành phố Hà Nội. Đoạt huy chương bạc là em Đỗ Phú Quốc, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam. Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 56 được tổ chức từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2024, với sự tham gia của 327 thí sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kỳ thi bao gồm một bài thi lý thuyết và một bài thi thực hành, mỗi bài thi được thực hiện trong vòng 5 giờ. Bài thi thực hành năm nay được đánh giá là có nhiều điểm mới và tính thời sự, đòi hỏi thí sinh phải có khả năng tư duy tổng hợp và thực hiện các kỹ năng thao tác một cách chính xác. Bài thi lý thuyết đề cập tới những ứng dụng của hóa học trong công nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường, vật liệu tiên tiến. Trong bảng tổng sắp huy chương so với các đội tuyển quốc gia khác, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng 2 với đoàn Hoa Kỳ và chỉ xếp sau đoàn Trung Quốc. Thành tích năm nay của đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp nối những thành tích ấn tượng tại các kỳ thi ICHO, hóa học, trong 5 năm gần đây. Theo đó, với tổng số 20 lượt thí sinh dự thi từ 2020 đến 2024, đoàn Việt Nam xuất sắc giành 20 trên 20 huy chương, trong đó có 17 huy chương vàng và 3 huy chương bạc, liên tục nằm trong top 3 nước dẫn đầu tính theo số lượng huy chương vàng. Thành tích này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn phổ thông bên cạnh giáo dục đại trà, đồng thời khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.